Thưa quý vị, thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính của bộ phận khám chữa bệnh từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 9 tháng 3. Và đáng lưu ý cơ sở bị phạt nặng nhất là viện thẩm mỹ IRS bị đình chỉ hoạt động 18 tháng, xử phạt 135 triệu đồng vì khám chữa bệnh chui. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn viện thẩm mỹ IRS có địa chỉ tại số 52 Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng xác định nơi này đã có các, các lỗi vi phạm bao gồm cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt mà không được xác nhận nội dung theo quy định. Viện thẩm mỹ IRS bị phạt 135 triệu đồng, đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng và buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo vi phạm. Trước đó vào ngày 24 tháng 2, thanh tra sở y tế nhận được thông tin của bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo viện thẩm mỹ IRS thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ làm khách hàng bị tai biến. Ngay sau khi nhận được thông tin, thanh tra sở y tế đã phối hợp với công an Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng phường 7 quận Bình Thạnh kiểm tra đột xuất cơ sở trên xác định đúng như là báo cáo. Đoàn công tác đã niêm phong các máy và trang thiết bị phẫu thuật của cơ sở này. Bị xử phạt trong đợt này còn có bà Trần Thị Hiền là chủ hộ kinh doanh Hoài Vi có địa chỉ tại phường 10 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh với các lỗi cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động và khám bệnh chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Và các cơ sở của bà Hiền bị đình chỉ hoạt động trong lĩnh vực y tế 18 tháng, phạt 35 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp